xin chào mọi người, là mình Hồng Kông đây. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với mọi người những phản ứng phụ đã xảy ra với cơ thể của mình sau khi mình tiêm liều vaccine đầu tiên của vaccine corona. Hay đây là phiếu tiêm chủng của mình nè, và tên của mình này ha, cho ngày sinh lại ha. Hay ngày tiêm chính xác của mình là vào ngày 6 tháng 7 năm 2021 và thời gian chính xác là vào lúc 10 giờ 14 phút sáng, tại vì lúc đó là mình có xem điện thoại. Tiêm xong thì bác sĩ có dặn là ở lại chỗ đó 15 phút, nhưng mà tính mình hay lo cho nên là mình đã ở lại thêm khoảng 30 phút mình mới về. Dĩ nhiên rồi, không có vấn đề gì cả, cho nên là mình cứ thế mình về thôi. Lúc mà tiêm với mọi người thì là mình sẽ tiêm vào bên tay ngược lại với cái bên tay thuận, mình thuận bên tay phải, cho nên là mình tiêm bên tay trái. Và lúc mà trước khi đi á, các bạn sẽ được dặn dò là mặc những cái áo có thể dễ dàng xắn cái tay áo lên để lộ cái phần bắp chỗ này để mà tiêm vào bắp. Hôm đó thì mình mặc áo t-shirt đi, thì tí sau mình sẽ kể lại cái câu chuyện áo t-shirt. Tiêm xong thì là đến 2 giờ chiều thì bắt đầu á, chỗ đó nó bắt đầu nó hơi ê lên, nó hơi đau, nó hơi nhói nhói, nó hơi thốn, mà ở phía trong á mọi người, nó không phải ở phía ngoài, ở phía trong ấy nó rất là khó chịu. Và nó cứ thế, nó dần dần nó càng sưng to lên, không to lắm, nó càng ngày càng đau nhiều hơn. Và đến khoảng 5 giờ chiều là mình đã không thể nào mình nhấc cái tay mình lên như thế này được rồi. Lúc đó mình chỉ nhấc lên được một góc nhỏ như này thôi, còn nhấc lên này là không được. Và do đó cái áo t-shirt mà lúc sáng mình mang á là mình không có tự cởi được luôn mọi người. Nó đau đến mức vậy á mọi người, cũng hơi sợ ha. Rồi xong thì buổi tối lúc mà đi ngủ thì đau quá không chịu nổi, nên là mình có uống một viên thuốc này. Đây là một á, mà mình làm nó gãy làm hai. Đây là thuốc Corona, là thuốc giảm đau do bác sĩ cho mình, và mình uống chỉ duy nhất một viên thôi, là vào tối ngày 6 tháng 7 cho nó dễ ngủ. Và lúc mà mình ngủ á thì mình có kê cái gối ở phía dưới tay này, tại vì bác sĩ có dặn là không có được sờ, không có được xoa, không có được bóp nắng, không có được va chạm vào chỗ này. Thành ra là mình đã kê một cái gối ở dưới đây để mà mình không có ngủ, mình không có quay sang, mình đè lên cái tay trái. Và đúng là nó có tác dụng, chắc là do thuốc này nó có tác dụng, thì sáng hôm sau thì mình thấy không có đau nhiều nữa. Nó còn đau ít thôi, nó không đau nhiều nữa. Tuy nhiên là mình lại xảy ra những cái phản ứng khác không có mong đợi. Đó chính là mình có tìm hiểu trên mạng thì những cái phản ứng ví dụ như là đau đầu, sốt, hay là 1-10% thì có phản ứng là buồn nôn. Thì những phản ứng đó là những phản ứng bình thường đúng không? Nhưng mà mình á thì mình để ý nha, mình ngoài bị sốt, ngoài bị chóng mặt, sốt thì sốt nhẹ thôi, mình chỉ sốt khoảng 37 độ thôi, ngoài bị chóng mặt đau đầu, mình còn bị buồn nôn, mà ngoài ra mình lại còn bị thêm là bị đau dạ dày, và mình còn bị tiêu chảy nữa mọi người. Trời ơi, bị từ trên xuống dưới luôn, rất là gọi là nó kinh khủng á mọi người. Nguyên ngày hôm đó thật sự rất là kinh khủng, mà cùng phòng với mình á còn nói mình là giống như là con gà rù. Đúng là nó không có một sức lực gì cả. Mình đi họp mình cũng không có nghe người ta nói cái gì. May mà hôm đó là mình làm ở nhà, thành ra là mình đi vệ sinh đi tới đi lui nó cũng không có mấy bất tiện, chứ nếu mà làm ở trên trường chắc là rất là cực luôn á. Đó là ngày thứ hai ha, rất là kinh khủng. Bạn nào mà sau này khi các bạn đi tiêm, các bạn có cái phản ứng giống mình á, thì các bạn cũng không cần quá lo lắng đâu, mình nghĩ là như vậy. Để bỏ qua cái quảng cáo này nha. Tại vì đó là những phản ứng mới, mình cũng chưa thấy là ai bị tiêu chảy hay là bị đau dạ dày trên mạng, nhưng mà mình thì có, tại vì dạ dày của mình cũng yếu, hay là bụng dạ của mình cũng yếu, bụng dạ xấu. Thì ngày hôm đó xong thì đến ngày thứ ba thì rất là bất ngờ là vào ngày thứ ba mọi người, mọi thứ nó hầu như là nó quay trở lại bình thường. Cái chỗ tay của mình nó cũng không còn có đau lắm, mình cũng không còn cảm giác là buồn nôn hay là bị sốt nữa. Chỉ duy có cái là bị đau dạ dày với cái tiêu chảy là mình kéo dài tới hết ngày hôm sau mới hết đó. Sau đó thì là bình thường rồi, không có vấn đề gì luôn, bây giờ là khỏe mạnh như trâu luôn. Thì nếu mà sau này bạn nào có bị giống mình thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng ha. Dĩ nhiên nếu như bạn nào không có chịu đựng được á, các bạn nên liên hệ với bác sĩ hoặc là nhân viên y tế. Còn nếu mà chịu đựng được thì nó cũng gọi là bình thường thôi, nó cũng không có quá đáng lo ngại. Hay, và lời khuyên dành cho mọi người đó chính là mình nghĩ á, là mọi người nên đi tiêm đi. Mình nghĩ là mọi người nên tiêm, tại vì á, corona nó càng ngày nó càng biến chủng đúng không? Và mình cũng không đoán được, không biết được là nó sẽ biến đến mức độ nào. Thì cái nhiệm vụ trước mắt của mình á, là mình phải bảo vệ cơ thể của mình bằng việc là mình tiêm vaccine. Thì mình sẽ giúp cho cơ thể của mình sinh ra kháng thể, sinh ra một cái đội quân kháng thể mạnh mẽ chống đánh, gọi là đánh lại cái bọn virus corona kia đúng không? Thì đây là một cái biện pháp rất là hay. Mặc dù là các bạn nào mà ngại ngần về cái phản ứng phụ á, thì mình biết là các bạn lo lắng, nhưng mà phải có bệnh lý nền này, xong rồi là phải có cái tình trạng cơ thể, cơ địa nó đặc biệt thì mới sinh ra những cái phản ứng đặc biệt. Thì còn nếu như mà những người bình thường như mình thôi thì nó cũng không có vấn đề gì đâu. Mình ráng, mình chịu khó, mình chịu đau một tí xíu, nhưng mà mình sẽ sinh ra được một đội quân mạnh mẽ chống lại corona kia ha. Cho nên là mình nghĩ là mọi người nên đi tiêm thôi. Bạn nào mà có cái phiếu về rồi thì các bạn nên đăng ký đi tiêm đi, tại vì mình đăng ký sớm mình sẽ xin được một cái shot sớm nha. Hay, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Và ngày hôm tiếp theo mình đi tiêm, đó sẽ là vào ngày 3 tháng 8 năm 2021 tháng sau. Thì lúc đó là mình cũng sẽ ghi lại những cái phản ứng cơ thể của mình và chia sẻ cho mọi người nhé. Hy vọng là mọi người đón xem nha. Hi, bye bye và hẹn gặp lại mọi người.